y học dân gian là những phương thuốc thông dụng. Từ những loại cây trái trong vườn nhà có thể trở thành những phương thuốc vườn nhà cực kỳ đơn giản, nhưng chứa đựng hiệu quả cao trong việc điều trị các chứng bệnh thường gặp. Trong chuyên mục Dị thuốc quanh ta kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những bài thuốc hay từ cây sung và cây vô thầm ăn. Câu, dừa, đủ, xài sung là những thứ trái cây vẫn thường có trong mâm ngũ quả của người dân Nam Bộ ngày Tết. Mâm ngũ quả thể hiện ước mong được sung mãn, đầy đủ suốt năm cho gia đình khi bước sang năm mới. Và vì thế, cây sung rất quen thuộc trong đời sống người dân nông thôn. Ở mỗi gia đình, cây sung được trồng trong vườn, trong chậu lấy bóng mát và làm cảnh. Ngày nay, người ta còn biết đến những bộ phận trên cây sung và trái sung có thể sử dụng để chế biến thực phẩm. Đặc biệt, theo đông y, cây sung có thể phòng và điều trị từ những bệnh thông thường đến bệnh nan y. Sung có tên khoa học là Ficus glomerata, thuộc họ vô tầm, nhưng là loại cây thân gỗ lớn, mọc nhanh. Cây mọc quang dại ở các vùng nhiệt đới và cận nhiệt đới, tại những nơi đất ẩm, nhiều nhất là ven các bờ nước mương, sông và dễ dàng trồng trong các chậu cảnh, vườn thuốc nam. Cho con hỏi cái này, cái lá của cây sung này con dưỡng nó kỹ cái gì chứ? Cái lá của cây sung này thì nó có tác dụng là chữa bệnh thủy đậu, chữa bệnh dời leo, chữa mụn cóc và chữa bệnh hen suyễn. Lương y cho hỏi, ngoài cái lá sung này ra thì cây sung như là cái cành sung này là có điều trị được cái bệnh gì khác không? Xin cho biết. Ngoài cái lá ra thì nếu thường coi như xài á là xài cái nhựa, tức như cái mũ của sung, rồi cái trái sung hoặc là cái rễ của cây sung. Cái lá sung là còn có cái trái, thì cái trái thì điều trị viêm họng, viêm dạ dày tá tràng, rồi táo bón, rồi tỉ lở lét, rồi bệnh ung thư vú, ung thư hạch, ung thư ruột, vân vân. Thì xin để giới thiệu thêm là cái trái thì nó cũng có vài bài thuốc để giới thiệu luôn cho bà con mình biết là cái trái sung là trị viêm họng, thì trái sung sấy khô tán cho bệnh khoảng tán nhuyễn đó, rồi khoảng 30-40 phút là ngậm lần 5 gram và nuốt từ từ, thì ngày 3-5 lần. Rồi thêm nữa là như là trị trái sung này trị là ung thư vú, ung thư hạch, ung thư ruột, thì ăn ngày 5-10 trái. Nếu mà trái tươi không có thì mình dùng khô, lá khô cũng được, ngày 20 gram. Thì uống liên tục luôn cho đến khi nào khỏi bệnh. Ngoài ra là cái trái sung là còn dùng cái nhựa, tất nhiên là cái mũ của trái sung để là chữa nhức đầu. Cũng như là mình lấy cái nhựa chung là phết vô trong cái hai tờ giấy bản, dán hai bên thái dương, và đồng thời uống thêm là 50 lít nhựa là trước khi đi ngủ, pha với nước uống. Nhựa chung này đó là còn chữa được bệnh hen suyễn, như là mà mình uống cái nhựa đó là 50 lít pha với là một muỗng canh mật ong, pha với nước để là uống ngày 3-5 lần, rồi uống đến trước khi đi ngủ, rồi uống đến khi khỏi bệnh. Sung được xem là loại cây gần gũi xưa nhất, được con người thuần hóa với gần 29 giống khác nhau. Sung có thể được dùng dưới dạng tươi hoặc khô. Điều đặc biệt, các bộ phận trên cây sung như quả, lá, vỏ và nhựa đều dùng được làm thuốc để trị nhiều chứng bệnh. Một số bài thuốc từ cây sung. 1. Trị đau họng. Trái sung phơi khô tán mịn, khoảng 30-40 phút một lần, lấy 5 gram ngậm trong miệng và nuốt. Ngày ngậm 6 lần trong 3-6 ngày. 2. Loét dạ dày tá tràng. Trái sung phơi khô tán mịn, lần uống 5 gram, ngày 3 lần,
uống trong 10 ngày, nghỉ 4 ngày rồi tiếp tục uống 10 ngày. 3. Bệnh nhức đầu, cho nhựa sung vào giấy, dán hai bên thái dương, uống 5ml nhựa sung qua giấy nước trước khi đi ngủ. 4. Mụn cốc, dùng lá hoặc nhựa sung chấm vào mụn cốc liên tiếp nhiều ngày. 5. Bệnh ung thư vú, hạch, ruột, ngày ăn 5 đến 10 trái sung tươi, dùng 20g trái sung khô, sắc nước uống liên tục. Cũng như các loại cây, cỏ, trái khác, cây sung là loại cây có những vị thuốc hữu ích. Và cần lưu ý, mặc dù thuốc nam ít tác dụng phụ, nhưng phải luôn luôn thận trọng và tùy thuộc theo cơ địa của mỗi bệnh nhân mà sử dụng. Đây được xem là nguyên lý căn bản trong nghiên cứu áp dụng các bài thuốc nam trong dân gian để đề phòng những tác dụng phụ của mọi loại cây thuốc có trong vườn nhà. Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Bằng cách đăng ký kênh và chia sẻ, bạn đã cùng Thuốc Quý Trong Vườn chia sẻ những điều hữu ích giúp mọi người sống khỏe và bình an. Chúc bạn thật nhiều niềm vui và năng lượng nhé! Quảng cáo sẽ xuất hiện sau 3 giây. Giới thiệu tới bạn ứng dụng kiểm tra tình trạng sức khỏe, dự đoán ngày sinh, dự đoán giới tính của con và nhiều tính năng hữu ích khác trên điện thoại di động và máy tính bảng. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Ứng dụng gồm các tính năng sau: tính năng đo chỉ số sức khỏe BMI hay Body Mass Index. BMI chính là chỉ số cơ thể được các bác sĩ và các chuyên gia sức khỏe sử dụng để xác định tình trạng cơ thể của một người nào đó có bị béo phì, thừa cân hay quá gầy hay không. Thông thường, người ta dùng để tính toán mức độ béo phì. Ứng dụng này thay cho các loại cân y tế điện tử. Bạn chỉ cần nhập vào chiều cao và cân nặng của bạn, ứng dụng sẽ tính toán và khuyến cáo tình trạng sức khỏe của bạn. Tính năng đo chỉ số WSA hay tỷ số bụng và mông là tỷ số giữa vòng bụng hoặc eo và vòng mông của bạn. Dùng phương pháp này, có thể biết được mỡ của bạn chủ yếu tập trung ở bụng hay ở mông. Cách làm là dùng thước vải bao quanh thắt lưng qua rốn để đo được vòng bụng, bao quanh mông ở nơi to nhất để đo vòng mông. Sau đó bạn nhập thông tin vào ứng dụng. Nếu chỉ số WSA của người đàn ông lớn hơn 1,0 và chỉ số WSA của người phụ nữ lớn hơn 0,8, có nghĩa là nguy cơ mắc bệnh của người ấy tăng. Tính năng dự đoán ngày sinh con dựa trên ngày thấy kinh lần cuối của mẹ. Thank you.
và nhiều tính năng khác sẽ được cập nhật trong các phiên bản tiếp theo. Ứng dụng hoàn toàn miễn phí và an toàn khi sử dụng có tên là Happy Life. Cài đặt ứng dụng qua mã QR code trong clip hoặc như hướng dẫn trong clip. Website happylife.dvms.vn. Fanpage happylife.dvms.